chào quý khán giả đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin cũng đang được phát sóng trực tuyến trên ứng dụng Hưng Yên TV Go và fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Sáng nay, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự kỳ thi có 139 thí sinh sẽ tuyển 71 chỉ tiêu vào công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Trong ngày mai 14 tháng 8, các thí sinh sẽ dự thi vòng 1 kiểm tra kiến thức năng lực chung bằng hình thức thi trắc nghiệm, nội dung gồm 2 phần, kiến thức chung và ngoại ngữ nhằm đánh giá năng lực nền tảng của thí sinh. Thí sinh đủ điều kiện sẽ thi tiếp vòng 2 vào ngày 20 tháng 8 năm 2022, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành nhằm đánh giá năng lực chuyên môn về ngành, lĩnh vực tuyển dụng và kỹ năng thực thi công vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, khơi thông dòng chảy, tiếp tục vận hành các trạm bơm tiêu thoát nước. Người dân chủ động khơi thông dòng chảy kênh nội đồng, rãnh thoát nước mặt ruộng vườn để tạo thuận lợi cho việc tiêu rút nước. Đối với diện tích lúa bị ngập úng, phải tiêu thoát nước thật nhanh, đảm bảo mực nước ruộng từ 3 đến 5cm đối với ruộng lúa đang đẻ nhánh. Đối với cây ăn quả, chủ động thu hoạch những diện tích nhãn đã chín hoặc sắp chín nếu cây bị ngập úng để cây hồi phục thật nhanh. Trên diện tích bị úng, không được chăm bón bất cứ loại phân bón nào cho cây. 3 dự án Ủy ban Nhân dân tỉnh gia hạn thời gian thực hiện trong năm 2021 là đường Triệu Quang Phục, đường Hoàng Hoa Thám và đường trục phía Bắc đô thị Đại học Phố Hiến đang có những tiến triển, qua đó góp phần đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch xây dựng thành phố Hưng Yên lên đô thị loại 2 trước năm 2025. 3 dự án đường đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho trên 100 hộ dân, hiện còn 29 trường hợp còn vướng về nguồn gốc đất, trong đó dự án đường Triệu Quang Phục còn 18 hộ, dự án đường trục đô thị Đại học Phố Hiến còn 7 hộ và Hoàng Hoa Thám là 4 hộ. Mặc dù các hộ làm nhà ở và sinh sống ổn định trước năm 1993 nhưng lại làm nhà trên đất nông nghiệp nên các khâu thẩm định, rà soát và trình các hội đồng thẩm định các cấp mất nhiều thời gian. Mặc dù vậy, với quyết tâm giải phóng mặt bằng gia hạn của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 12 tháng, thành phố Hưng Yên đã đạt những kết quả khả quan. Trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, huyện Yên Mỹ tổ chức cưỡng chế đối với 50 hộ gia đình của xã Tân Lập và thị trấn Yên Mỹ phục vụ dự án khu công nghiệp Yên Mỹ và giãn dân. Đây đều là những điểm nóng về giải phóng mặt bằng. Qua đó, không chỉ giúp địa phương sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công mà còn có tác động không nhỏ tới các dự án khác. Song song với việc kiên quyết xử lý những trường hợp không tự giác chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng, huyện Yên Mỹ tập trung tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hiện nay, huyện Yên Mỹ đang triển khai 40 dự án với tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng gần 500 hectare. Đến nay, đã bàn giao hơn 100 hectare mặt bằng sạch, tiếp tục ban hành quyết định thu hồi đất với 200 hectare của một số dự án xây dựng, khu công nghiệp và giao thông. Sáng nay, trên địa bàn phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào, xảy ra một vụ hỏa hoạn, rất may không có thiệt hại về người. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng nay tại một nhà xưởng gia công thép mạ tôn của gia đình ông Chiến có diện tích trên 300m², ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân kịp thời dập tắt đám cháy. Hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị địa phương liên quan đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine cho công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành tiêm hết cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn, đảm bảo không để tình trạng vaccine không được sử dụng kịp thời gây lãng phí. Trường hợp không có đủ số vaccine cần thiết thì phải đề xuất với cấp có thẩm quyền để được bổ sung kịp thời, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông về lợi ích, hiệu quả của vaccine, động viên công nhân, người lao động hưởng ứng và tham gia tiêm vaccine đầy đủ, đúng quy định. Hiện các khu công nghiệp tại Hưng Yên có trên 76.000 công nhân, gần 100% đã được tiêm phòng COVID-19 mũi 3. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Việt Nam được đưa trở lại danh sách các nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới cao nhất trên toàn cầu, theo báo cáo của WHO. Theo đó, ở cấp độ quốc gia, số ca mắc mới hàng tuần của Việt Nam là hơn 571.000, chỉ xếp sau Nhật Bản 1,4 triệu ca, Mỹ gần 760.000 ca và Hàn Quốc hơn 713.000 ca.
Như vậy, nếu tính trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam đứng thứ tư trong số các quốc gia có số ca mắc mới cao nhất. Tuy nhiên, Việt Nam không có tên trong danh sách các nước có số ca tử vong cao nhất tuần. Tính riêng trong khu vực Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ ba về số ca mắc mới. Trước tình trạng lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp, Bộ Công an kiến nghị siết chặt quản lý đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Facebook, Google. Với thủ đoạn không mới, cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, đã có số lượng lớn bị hại tại nhiều địa phương trên cả nước dính bẫy các chiêu trò lừa đảo qua mạng. Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, Bộ tiếp tục kiến nghị siết chặt quản lý đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Facebook, Google, tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, nhất là khu vực ASEAN. Năm học 2022-2023 sắp đến. Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 6, 7 và 10 sẽ được học sách giáo khoa theo chương trình mới. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, không dễ để mua đủ bộ sách giáo khoa cho học sinh các khối này ở ngoài hiệu sách. Tại một số nhà sách ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, các bộ sách cánh diều và kết nối tri thức với cuộc sống có rất ít trên kệ. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, mỗi khối lớp thường có tối thiểu 2 đến 3 loại sách giáo khoa khác nhau và mỗi trường lại chọn các loại sách khác nhau nên phụ huynh, học sinh khi mua sách cũng rất vất vả trong chọn lựa và khó có ai mua đủ bộ theo yêu cầu tại một nhà sách. Một số phụ huynh dù đã đăng ký mua sách ở trường nơi con mình theo học nhưng đến giờ vẫn chưa biết khi nào mới nhận được sách hoặc có nhận thì cũng thiếu cuốn này, cuốn kia. Sở dĩ nhiều phụ huynh phản ứng về việc một số trường sử dụng nhiều bộ sách là do sách giáo khoa trên thị trường hiện nay được cung cấp nhỏ giọt. Những lớp thiếu nhiều của năm nay là các lớp năm sau sẽ thay sách như lớp 4, lớp 8, lớp 11 hay các lớp năm nay thay sách như lớp 3, lớp 7, lớp 10. Trưa nay, ngày 13 tháng 8, đại diện Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết cơ quan này đang làm việc với tài xế Ngô Công Hán, 35 tuổi, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội để làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Láng vào tối qua, 12 tháng 8, khiến 8 người bị thương. Tối ngày 12 tháng 8, anh Hán đi uống bia với bạn bè ở nhà hàng số 540 đường Láng. Sau khi nhậu say, anh Hán lái ô tô về nhà. Khi đến cây xăng số 111 đường Láng, đã không làm chủ được tay lái và lao thẳng vào cây xăng, ủi bay nhiều xe máy và thiết bị của cây xăng. Vụ việc khiến 8 người bị thương nặng, trong đó có 2 nhân viên cây xăng. Tại hiện trường, nhiều phương tiện hư hỏng và nạn nhân nằm ngổn ngang tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Giới chức y tế Mỹ thông báo xác định virus gây bệnh bại liệt trong nước thải của thành phố New York, cho thấy sự lây truyền của loại virus này trong cộng đồng tại địa phương. Chính quyền bang New York đưa ra thông tin trên hôm 12 tháng 8, đồng thời kêu gọi người dân thành phố New York chưa được chủng ngừa đi tiêm vaccine phòng bại liệt. Việc xác định virus bại liệt được thực hiện vài tuần sau khi một trường hợp mắc bệnh bại liệt ở người lớn được báo cáo vào ngày 21 tháng 7, đánh dấu trường hợp bại liệt đầu tiên được xác nhận ở Mỹ trong vòng gần 10 năm qua. Chuyển sang các thông tin khác, tại Ấn Độ, một phụ nữ 70 tuổi vừa được xác nhận đã sinh con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Truyền thông Ấn Độ cho biết, bà Charavati, 70 tuổi, sống tại bang Rajasthan, sinh con đầu lòng khỏe mạnh nặng 3,4 kg hồi đầu tuần, sau khi cùng chồng là ông Gopichand, 75 tuổi, dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Hai vợ chồng đã cố gắng có em bé từ năm 1968. Hai vợ chồng thừa nhận đã e ngại về rủi ro khi sinh con ở độ tuổi bất thường như vậy. Trong khi đó, các bác sĩ cho biết đây có lẽ là trường hợp đầu tiên của bang Rajasthan khi một cụ ông 75 tuổi và một cụ bà 70 tuổi có con. Tại Mỹ, một bác sĩ 100 tuổi vừa được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận danh hiệu là bác sĩ lớn tuổi nhất thế giới còn đang hành nghề. Ở tuổi 100, bác sĩ Howard Tucker, bác sĩ chuyên ngành thần kinh ở bang Ohio, đã cống hiến suốt 75 năm trong ngành y. Gần đây không còn trực tiếp thăm khám người bệnh nữa, nhưng vẫn đang giảng dạy cho các nhân viên y tế. Bác sĩ Tucker sinh ngày 10 tháng 7 năm 1922 tại bang Ohio. Ông chưa từng phải đối mặt với bệnh tật nguy hiểm nào. Bí quyết khỏe mạnh được bác sĩ chia sẻ là đặc biệt chú ý tới chế độ dinh dưỡng, kiểm soát việc uống rượu và sống hạnh phúc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Những thông tin mới nhất quý vị có thể gửi cho chúng tôi qua địa chỉ fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV hoặc email thoisuhi@gmail.com. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại bản tin trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, TikTok Hưng Yên. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.